Đây, kênh Bật Lửa Cô Độc xin chào toàn thể tất cả các anh em đã quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay là thứ bảy cuối tuần rồi, thì cũng như thường lệ thôi, vào tất cả các ngày trong tuần em sẽ ra một bài về những chiếc Zippo và những cái hoạt động lạ xưa. Thì 357 thì em sẽ lên Zippo nha, còn 246 thì em sẽ ra hoạt động lạ xưa. Thì hôm nay thứ bảy thì cũng như thường lệ thôi, sẽ là một bài về Zippo. Thì cuối tuần thì em cũng không quên chúc anh em có một ngày nghỉ cuối tuần thật là thoải mái sau một tuần làm việc mệt mỏi và vui vẻ. Rồi, cũng không quên cảm ơn anh em trong thời gian qua đã theo dõi kênh của em và ủng hộ em nha. Và anh em nào đến với kênh của em chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh, chữ đỏ đỏ phía dưới anh em nhấp vào đó và nhấp vào nút cái chuông luôn, và mỗi khi bài mấy anh em sẽ theo kịp với anh em nha. Thì bài hôm nay là bài thứ 38C, anh em chọn cây nào thì hãy cho biết số bài và mã số máy nha. Thì hôm nay là bài 38 thì anh em chọn cây này là cây số 1 thì anh em ghi 38C trên 1 nha. Thì đầu tiên lúc nào cũng vậy, là một cây VIP nhất trong bài. Đây là một cây mới nha, em lên luôn nha mấy anh em. Có một cái vỏ ở ngoài còn nguyên cái vỏ bọc giấy, cái bao giấy ở ngoài. Một cây có hộp màu đỏ rất là đẹp. Đương nhiên Zippo VIP thì phải cái hộp phải VIP. Hộp nhung. Đây, cho anh em nào sưu tầm. Dòng này bây giờ cũng đã nói chung gần tuyệt chủng rồi, không thấy nó xuất hiện nữa. Thì về thì mấy cây này thì giá trị cao. Một cây được lắc cây bạc, được sản xuất vào năm 2004, theo phong thủy là không tử. Số limited của nó là mãi lọc nhất. Rồi, theo phong thủy thôi, còn em không biết về những con số đâu. Đính điên đá kim cương, đá xịn nha. Cây này được lắc cây bạc, tình trạng mới 100%. Cây này giao lưu với anh em mã số 1 là 3,3 triệu. Giá VIP bây giờ nó quá căng rồi. Rồi tiếp theo mã số 2 cũng là một cây mới. Cây này là cũng là lắc cây bạc. Nhưng mà cây này khá hiếm nha mấy anh em. Lắc cây bạc thường thường nó làm trơn bóng hoặc những cây nó bóng như thế này thôi. Đó. Nhưng mà cây này đặc biệt nó có vân. Vân xước. Xước, xước nha. Tình trạng là đẹp. Mới hoàn toàn. Cây này được sản xuất vào năm 1999. 15 la mã vỏ gột trùng. 15 la mã. Cây này thì giao lưu với anh em 1,4 triệu. Cây này lắc cây bạc là 15 mi rong này, có khắc luôn, có quy hiệu ở trên những cây 590 đây. Đây là 15 mi rong silver fitness. 1,4 triệu nha. Tiếp theo cũng là một cây mới hoàn toàn, có hộp giấy nha, hộp giấy dưới. Một cây đồng giả cổ khắc ăn mòn axit hình con chim phượng hoàng, tình trạng là mới 100%, chưa qua sử dụng. Cây này được sản xuất vào năm 2008. Mới nha mấy anh em. Những cây này đẹp. Mới nha. Đó. Bon. Mới nha. Rồi vỏ ruột lạnh 1 năm được sự cho phép nhà sản xuất. Ruột 07. Rồi cây này thì giao lưu với anh em là cũng là 1,4 triệu luôn. Mã số 3. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là một cây ghép kêu bằng ghép 35. Ghép 35. Phơm vuông nha, bản lề ba chấu, lề ngoài. Cây này được sản xuất vào năm 2007. Đây, ghép 35 đây, 1935 ghép VK, Made in USA. Được sơn hình chai xăng ngày xưa, chai xăng những năm 30. Được sơn hấp nhiệt. Tình trạng cái này là line new. Bánh xe sở chỉ 14 lộ. Không gì bằng cải thêm. Vỏ ruột trùng 07. Trùng cả tháng cả năm luôn nha mấy anh. Ruột ghép thì không bao giờ lẫn lộn với ruột khác. Tại vì phơm cái ghép này vỏ vuông này, phơm vuông nha. Rồi cây này thì giao lưu với anh em là 850, có hộp nha, hộp giấy. Hộp này hộp cây thường thôi, nhưng mà nó không có hộp zin của nó thì em bỏ vô cây này cho anh em. Rồi mã số 4, 850. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một cây mới, có hộp nha. Một cây lắc kê bạc, cũng là hình con chim phượng hoàng, khắc rất là sâu, đẹp. Lắc cây bạc nha. Tình trạng là mới, do em bảo quản không kỹ, em không có bọc á. Em không có bọc loại này nè. Em bỏ ngoài nó hơi xước nhẹ thì không ảnh hưởng nha. Mới hoàn toàn. Cây này được sản xuất vào năm 2014. 9 năm rồi. Một cây mới hoàn toàn 100% chưa qua sử dụng. Những vết này là những vết nguyên bản của nó nha. Màu đen á, bạc lâu ngày nó lên nước vậy thôi. Ở phía dưới này cũng vậy thôi. Rồi vỏ ruột lại màu năm được sự cho phép nhà sản xuất nha. Ruột 2013, vỏ 2014. Thì cây này giao lưu với anh em cũng là 1,4 triệu.
Những cây tình trạng như thế này thì em chỉ đi lướt qua thôi, cho anh em xem mẫu mã thôi nha, nó còn là đẹp. Rồi tiếp theo là một cây hạt lây Davidson, dòng hạt lây, dòng khá là mắc, đắt đỏ. Một cây hạt lây New Full Box, tình trạng mới, lắc cây bạc emblem jean, cánh chim đại bàng, tượng trưng cho mô tô hạt lây, khắc ăn bằng axit phía dưới ở trên emblem jean. Lắc cây bạc tình trạng mới, cây này được sản xuất vào năm 2015. Rồi tình trạng vỏ ruột thì mới rồi, không quan ngại. Rồi vỏ ruột trùng cả trùng năm 2015, lệch nhau 1 tháng thôi, C và D 2015. Cây này thì Zalo với anh em là 1.8 triệu, mã số 6. Rồi tiếp theo là dần những cây phía dưới. À, cây này là cây hợp bự này, em lên cuối cùng nha. Những cây dưới này là những cây đã qua sử dụng thì giá cũng khá ok cho mình để anh em mua về trải nghiệm. Đầu tiên là một cây được mạ Niken, tình trạng còn đẹp, có dăm và điểm không đáng kể, đẹp nha. Được sản xuất vào năm 2005. Một cái này mới đầu chắc em nghĩ là lắc cây bạc hay sao, mạ bạc hay sao, âm cũng khá hay, đẹp nha, tình trạng còn khá ok, khắc hình ngọn lửa rất là sâu. Rồi vỏ ruột trùng 2005. Cây này thì Zalo với anh em 400 ngàn thôi, mua về để trải nghiệm, âm cũng khá ổn á. Tiếp theo là một cây chủ đề về đảo Hawaii, khắc ăn mòn axit đổ sơn, hình ngón tay gì em không biết ý nghĩa cái ngón tay gì như thế nào. Hành Lodge Hawaii Chrome HB. Cây này tổng thể còn đẹp nha mấy anh em, không có mớp gì hết. Ở phía sau có những cây Chrome HB thì tình trạng nó xước gì nè, chỗ này có chút xước nhẹ, chỗ này dơ nha. Rồi ok, 1995, âm khá hay, bánh bén, 15 mã. Vỏ ruột là 1 năm, được sự cho phép nhà sản xuất, ruột 11 la mã, 94 và 95, vỏ 94 ruột 95 nha. Cái này thì 700k, mã số 8. Tiếp theo mã số 9 cũng là một cây được khắc ăn mòn axit, chủ đề Zippo, Chrome HB. Những vết này là vết dơ thôi, Chrome HB, Chrome bóng, khắc ăn mòn, axit đổ sơn nhưng mà chốc lớp sơn rồi. Cái này tổng thể cũng còn khá ok, không cắn mớp gì hết, cắn nhiều, dăm kim và điểm ở trên nắp đây. Cái này hàng nội địa, năm 2000, đáy lõm, âm thì cũng to đấy, bánh bén nha. Rồi vỏ ruột trùng 2000, 16 là mã. Cái này thì giao lưu với anh em cũng là 700k thôi, âm cũng khá ok. 700k nha, mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 cũng là một cây được lắc kê bạc, khắc ăn mòn chủ đề Zippo. Cái này tổng thể cũng còn đẹp, lắc cây bạc nha. Bạc lâu ngày thì nó đen, lên nước nó đen gì thôi, anh em yên tâm. Rồi ok, đẹp. Chỗ này có vết cứng nhẹ thôi, anh em mua về sưu tầm cũng được. Đây, cái nhẹ thôi, ngoài ra thì ok, âm thì cũng khá chuẩn. Bên trong cây này có lẽ là sờ lướt, em chưa vệ sinh nó đen này. Rồi vỏ ruột trùng 99, 15 la mã nha. Trùng cả tháng năm luôn nha mấy anh em, chữ A này, một A này. Rồi 99, cây này cũng giao lưu với anh em là 700 ngàn luôn, mã số 10. Mã số 10 tiếp theo là mã số 11, một cánh chim đại bàng khắc chủ đề ăn mòn Chrome HB. Trên đây có những vết cắn li ti, tay chỗ này có vết cắn nhẹ nặng này. Chrome HB nha. Chrome bóng thì thường thường có những vết xước tơ và xước lông mèo, do quá trình bảo quản và sử dụng thôi, dễ, rất là dễ xước. Cái này cũng được sản xuất vào năm 2000, một đơn, chữ A là tháng 1, âm thì cũng tí tách thôi, bánh bén. Rồi vỏ ruột trùng 16 la mã. Cái này thì do vết cấn đó thì em giao lưu với anh, trời ơi bên trong sao còn đẹp quá, sáng trưng mà sao nó cấn, chắc do người sử dụng người ta không kỹ thôi. Rồi 650 nha, cho mã số 11. Tiếp theo mã số 12 là một cây hiếm này, nhưng mà cây này thì anh em mua về sưu tầm cũng được. Một cây khá hiếm, một cây mạ, cái này chắc là mạ Midnight. Tại vì thường thường cái dòng tụi anh em dân cho Âu chơi á, họ không thích, họ ít khi nào mà được lắc cây bạc hay là mạ sapphire lắm, họ chỉ là mạ Midnight gì thôi. Nhưng mà trên nền này, nội địa này, cây 007 này cũng khá hiếm, tình trạng còn khá ok, âm thì những cây lời số thì anh em biết rồi. Rồi trùng cả tháng năm luôn, 07K07 tháng 11, tình trạng còn khá đẹp. Cây này thì cũng 400 ngàn thôi, 400 ngàn cho mã số 12. Rồi mã số 13 là mã số cuối cùng.
Đây là một cây Zippo Nhật, nói chung là hộp quẹt Nhật. Tình trạng là còn mới, đẹp, còn cái hộp anh em về sưu tầm cho xứng đáng này. Chủ đề về Vespa Piero. Anh em nào có xe Vespa hay Vespa chơi cái này thì chuẩn bài luôn. Một cây mới hoàn toàn, cái này được sản xuất vào năm 2001 này, có ghi năm này. Năm thấy rõ này. Đây, bên trong. Ok. Một cây Jeep Nhật. Đây, dưới đây nó còn cái này không biết dấu dán. À cái này dán. Dán miếng băng keo á, có khắc chữ Piero Vespa. Đây là sơn hấp nhiệt Vespa Piero. Mới hoàn toàn 100%, một cây hộp quẹt Nhật. Nha, mới nha. 2001 có khi năm đây, hàng Nhật. Mua về sưu tầm, cây này em nhập gì cũng khá cao. Wow, đụng cái máy, sorry anh em nha. Còn bên đây là chắc là cái khay đựng gạo thuốc rồi. Hay là cái thau, hay là cái tô. Đây, ở đây cũng có khắc của nó đó. Piero Vespa. Ở trên được sơn màu quân đội Vespa. Piero. Piero của Ý. Rồi cái này thì giao lưu với anh em là 550 nha. Không lãi. 550 cho mã 13. Chắc chắn là cây số 13 này anh em sẽ không tranh thủ là sẽ đi liền, em biết. Thường thường anh em cũng biết rồi, cái dòng quẹt Nhật em bán rất là rẻ. Nhưng mà cái này đẹp, em nhập về thì nó có giá cao, thì em sẽ bán theo cái giá của em thôi. Piero đẹp. Rồi 550 nha, mã số 13. Rồi em xin kết thúc clip tại đây nha mấy anh em. Hẹn gặp lại mấy anh em kỳ sau. Thì anh em nhớ là đến với kênh của em thì hãy cho em lượt tương tác đi, cho một dấu chấm hay cho lại bình luận, hay là cho một lần đăng ký cũng được, cũng không tốn thời gian nhiều của anh em đâu, tạo cho em thêm niềm vui nha. Rồi chúc anh em buổi chiều cuối tuần sau khi làm việc về, dặn vợ con, gia đình, người thân, bạn bè vui vẻ đi chơi. Anh em nào biết nhậu thì làm lay gai vài ly hạnh phúc. Bye bye, hẹn gặp lại anh em nha.